chào mọi người nha. Hôm nay Linh và bố Linh là san vào ruộng nha các bạn. Do lũ lụt quá nên là nó phá cái bờ ruộng nên giờ phải san đắp lại bờ. Cả thịt như làm béo à? Mở đi nặng thịt làm rồi rồi. Không có rồi đâu. Năm nào mệt cũng đất ra như này. Lâu cuộc về đấy. Nó nhỏ như thế này. Cả khỉ ra rồi. Làm này thôi. Nhỏ miếng đó. Thì vậy ốc lan nó tích cực quá đột luôn à. Đắm lên lên chơi phá mà nhất mà nắm là ít thôi em cứ phải le lên đi. Nặng ra. Cái vừa rồi bác cũng lấy tất cả cát nó là
bốc đất đấy này. Linh tạm dừng video tại đây, hẹn gặp các bạn video tiếp theo nha. Bye bye nha, bố bye bye. Bye bye.